Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những tra bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và cái đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là dự đoán ngày thứ 7, ngày 9 tháng 4 năm 2022 các bạn ha. Và đây những tra bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với bạn tụ 1 để xem coi dự đoán ngày thứ 7, ngày 9 tháng 4 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trả bài chung, không phải là trả bài riêng ha, cho nên mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn và không đúng với bạn, nhưng mà đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với một tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi, xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người đã từng trải qua một cái giai đoạn nào đó mà bạn có sự buông bỏ một cái môi trường cũ, hay là có sự di chuyển sang một cái môi trường mới nè. Hoặc một số bạn mình thấy có khả năng là các bạn buông bỏ một công việc cũ và bạn tìm hướng đi, lối đi riêng cho bạn ha. Mình thấy là một số bạn thì có sự gọi là không muốn bon chen trong cuộc sống này nữa. Bạn muốn đi về, tìm về cái giá trị tinh thần, tìm về cái sự yên bình trong tâm hồn của bạn, cái sự thanh thản. Thì mình thấy là một số bạn, nếu mà bạn có sự rời bỏ công việc cũ thì mình thấy có khả năng là bạn sẽ tìm được một công việc mới nó phù hợp với bạn hơn ha, nâng cao có sự sáng tạo, nhiệt tình, tự tin trong bạn, giúp cho bạn có sự gọi là phấn khởi, háo hức, trong cái tư thế gọi là hừng hực khí thế lao thẳng về phía trước, tiến về những mục tiêu để đạt được những cái ước mơ bạn mong muốn ha. Đồng thời mình thấy có thể là các bạn thấy được ánh sáng cuối đường hầm ha, tìm thấy được cái sự hy vọng, bạn có sự dâng tràn cái tinh thần lạc quan tích cực hơn trong cuộc sống này. Đồng thời mình thấy bạn có sự gọi là vui vẻ, hạnh phúc, giống như một cái điều ước gì đó của bạn trở thành sự thật. Bạn có sự lan tỏa, chia sẻ cái niềm vui cho mọi người. Một số bạn mình thấy có khả năng là các bạn sẽ nghiêng về nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi về cái lĩnh vực tâm linh tinh thần á. Một số bạn thì có khả năng là bạn là một người có tầm ảnh hưởng, một người cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng của bạn ha. Còn một số bạn thì có thể là đang làm việc thì có thể sẽ có một cái chuyến đi công tác hoặc đi du lịch, hoặc là được thuyên chuyển lên một cái vị trí mới gì đó, với bạn có sự gọi là vui vẻ, hạnh phúc, có sự tận hưởng cái vai trò này, và bạn nó giúp cho bạn có sự phấn đấu mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn. Nói chung một số bạn có sự thăng quan tiến chức ở đây luôn ha. Rồi, dự đoán ngày thứ 7, ngày 9 tháng 4 năm 2022, các bạn tụ 1. Mình thấy có khả năng là bạn sẽ có cái sự buông bỏ con người cũ của bạn, những cái niềm tin hạn hẹp, những điều mà không còn phục vụ cho đời sống của bạn nữa. Mình thấy bạn có sự lột xác, có sự biến đổi, trở thành một cái người nhiệt tình, tự tin hơn, có sự tích cực hơn trong cuộc sống này ha. Và đồng thời mình thấy là có thể là các bạn sẽ có sự tương tác vài người trong ngày này ha, có thể là ba người, có thể đây là có thể là một cái buổi phỏng vấn dành cho bạn, và ba người này là ba người cái phỏng vấn cho bạn ha. Một người vững vàng, chững chạc, trưởng thành ha. Tất cả cái người này đều là những người tự tin, độc lập trong cuộc sống. Mình sẽ miêu tả ba người này như thế nào. Một người thì rất là ân cần, có sự nhân từ, có lòng trắc ẩn, có sự thấu hiểu, mong muốn chia sẻ với bạn người khác ha. Mang năng lượng nữ,
còn một người thì làm việc rất là cứng rắn, làm việc theo khuôn khổ nguyên tắc, rất là giỏi kiếm tiền và khá là giàu có ha, có nền tài chính vững vàng ổn định, là một người đứng đầu trong một cái cơ quan tổ chức nào đó. Còn một người thì rất là xinh đẹp, sáng tạo, cuốn hút và là một người có khả năng ăn nói, truyền động lực, truyền cảm hứng cho người khác. Cái bạn này thì khá là năng động và rất là tự tin trong cuộc sống ha. Thì có thể là một số bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn trong ngày này ha. Mình thấy các bạn cần phải có cái sự gọi là phát triển, khai triển hết những khả năng của bạn. Đồng thời bạn phải có cái hành động ha, đừng có thụ động. Phải có cái sự gọi là nhiệt tình, tự tin trong cái cuộc phỏng vấn này, thể hiện hết tất cả những khả năng của bạn, thể hiện được cái sự trách nhiệm của bạn trong công việc, thể hiện được cái sự uy tín của bạn ha, đồng thời thể hiện được cái sự siêng năng, chăm chỉ của bạn làm việc trong công việc. Thì có thể là các bạn sẽ đậu được cái vòng phỏng vấn này. Có thể là trước kia bạn là một người không có giữ được cái sự kiên nhẫn, không có điềm tĩnh, thì bây giờ mình thấy là bạn nên thay đổi được rồi đó ha. Mình thấy có khả năng là bạn sẽ lột xác, biến đổi thành một con người mới phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại của bạn, trở nên nhiệt tình, tự tin, sáng tạo hơn. Mình thấy có thể là cái cơ hội công việc này nó sẽ đem đến cho bạn cái giá trị về tiền tài vật chất rất là nhiều, tiền lương rất là cao ha. Còn nếu như những bạn không có phỏng vấn thì có khả năng là các bạn sẽ được thăng chức nè, một số bạn sẽ được thăng chức, một số bạn sẽ được người khác hỗ trợ giúp đỡ tiền bạc cho bạn ha, giống như những người mà nãy giờ mình miêu tả, họ sẽ cho bạn những lời động viên, lời khuyên rất hữu ích, hoặc chỉ đơn giản là bạn có sự tương tác với nhiều người trong đây thôi, trong ngày này thôi. Mình thấy một số bạn sẽ được nhận thưởng hoặc là tiền lương, hoặc là có sự tuyên dương ở đây luôn ha, được khen ngợi ở đây. Một số bạn sẽ có sự tỏa sáng trong ngày này, có thể bạn là đảm nhận một cái vai trò diễn thuyết trong một cái sự kiện nào đó ha, và được mọi người mến mộ. Và mình thấy là đã đến lúc cái thời điểm này là để bạn hành động rồi, không còn là cái thời gian để bạn nằm đó suy nghĩ nữa, mà phải hành động, thực hiện, triển khai những kế hoạch của bạn rồi đó. Một số bạn sẽ lên một cái vị trí cao hơn ha, giữ vai trò đảm nhận như là trưởng phòng hoặc tổ trưởng hay gì đó, quản lý. Nói chung là thứ bảy này bạn có sự hài lòng, có sự vui vẻ, có sự tăng lương, tăng thưởng, có tiền. Nói chung là bạn có tiền, được ai đó giúp đỡ, được ai đó khen ngợi, cho bạn cái sự động viên, khuyến khích, hoặc cho bạn những cái lời khuyên tích cực, những cái sự chỉ dẫn, nhờ thông qua cái những cái trải nghiệm mà họ đã vượt qua được đó, thì họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên rất hữu ích trong cuộc sống, giúp bạn có sự gọi là vực dậy bản thân và phát triển đi theo con đường hướng tốt đẹp hơn trong cuộc sống của bạn ha. Rồi mình xin lời khuyên cho các bạn tụ một, và có thể là trong cái ngày này là mình thấy là sẽ có một cái sự kiện bất ngờ xảy ra ha, nó khiến cho bạn có một cái suy nghĩ sáng suốt hơn, giống như là bạn được khai sáng trong ngày này ha. Có thể là người ta cho bạn lời khuyên, bạn thấy đó đúng cái lời khuyên bạn cần ngay lúc này để bạn phát triển ha, hoặc cho bạn một cái giải pháp nào đó mà bạn đã có sự kia suy nghĩ lâu lâu ngày rồi mà chưa tìm ra được, thì có thể là những cái người này có thể sẽ hỗ trợ giúp cho bạn đưa ra cái giải pháp tốt nhất, kiểu như vậy ha. Rồi mình xin lời khuyên cho các bạn ha. Một số bạn thì có thể là sẽ sửa nhà trong ngày này, hoặc xây nhà lại, đập nhà xây lại, kiểu vậy ha. Một số bạn thì mình thấy bạn nên có cái sự gọi là tiết kiệm ha, đừng có vung tay quá tráng ha, chỉ mua những cái điều hợp lý, rồi dùng rồi hãy tiết kiệm cho những cái khoản dự phòng sau này ha, để cuộc sống bạn trở nên vững chắc. Rồi lời khuyên cho các bạn đây, hãy hát bài hát chữa lành cho toàn thế giới. Nãy mình có đề cập đến một số bạn ở đây sẽ đi theo về cái lĩnh vực tâm linh tinh thần, thì bạn có khả năng đó ha. Mình thấy bạn có trực giác nè, có cái lời nói, có cái sự gọi là biết trình bày, biết diễn thuyết, và có khả năng thu phục lời người, lòng người bằng cái lời nói của bạn ha, bằng cái giọng hát của bạn. Một số bạn thì có thể là hát rất là hay ở đây ha. À,
Tiếng nói nội tâm, trực giác bên trong luôn hướng dẫn bạn ha. Không gì có thể ngăn cản bạn đạt được những mục tiêu của mình. Hãy tiến thẳng đến những mục đích và quyền năng sức mạnh của linh hồn bạn ha. Wow, tuyệt vời. Nếu mà các bạn làm trong cái lĩnh vực tâm linh tinh thần này thì có thể là các bạn sẽ rất là thành công. Được nhiều người biết đến và là một người có tầm ảnh hưởng, có một cái cộng đồng riêng dành cho các bạn luôn ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụi một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụi hai. Các bạn tụi hai là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụi hai để xem coi dự đoán ngày thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trải bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người ha, không phải trải bài riêng, cho nên mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn và không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác, thì các bạn hãy xem với một tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi, xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Wow, các bạn tụ hai đây là những người đang một trong một cái mối tình rất là đẹp. Có thể là những bạn nào mà chưa có tình yêu, có thể là sắp tới sẽ tìm được tình yêu, một cái người mà bạn yêu thương thật lòng và họ cũng yêu bạn ha. Còn những bạn mà đã có người yêu rồi, có thể là bạn trong mối tình rất là hạnh phúc, nồng nàn, thắm thiết, mật ngọt. Tuy nhiên hai bạn là những người đã có sự thấu đáo, người có sự sáng suốt trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, ha, biết tiết chế rồi ha. Biết trưởng thành, có sự khôn ngoan trong cách xử sự rồi ha. Và hai bạn là những người đã có ý thức được đối phương chính là cái người thực sự đem đến hạnh phúc cho chính cho mình, cho bản thân mình ha. Hoặc có thể là cuộc sống của bạn có một bước đột phá, nhảy vọt nào đó ha, giúp cho bạn có một cái sự thành công. Có thể là trong việc ký hợp đồng nó đem đến cho bạn cái sự hài hòa, cái sự vui vẻ. Rồi lá bài này nhảy ra. Rồi dự đoán thứ 7, 9 tháng 4 năm 2022 của các bạn ha. Mình thấy cái câu chuyện tình yêu đây ha, mới lật ra là thấy cái lá bài yêu thương rồi. Tuy nhiên mình sẽ nói trước về cái câu chuyện về công việc trước đi ha. Mình thấy trong ngày này bạn sẽ tập trung vào công ăn việc làm nhiều hơn ha. Và bạn là một người có sự vui vẻ, có sự hóm hỉnh, là bạn sẽ biết xoay sở công việc của bạn thật là tốt. Và bạn sẽ tập trung vào tài chính nhiều hơn ha. Bạn là một người có cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bạn là một người khá là điềm tĩnh giải quyết vấn đề ha, và bạn không để những cái hoàn cảnh phức tạp xung quanh nó ảnh hưởng đến tâm trí của bạn ha, đến cái sự khả năng phán đoán của bạn trong công việc. Mình thấy một số bạn có khả năng là các bạn đang ở nước ngoài, hoặc là các bạn sắp có sự di chuyển đi du lịch. Một số bạn đây có khả năng là thứ bảy này bạn đi du lịch, hoặc là bạn có sự di chuyển đi đâu đó ha, di chuyển hoàn cảnh, hoặc có thể là chuyển sang công việc mới. Mình thấy có sự di chuyển ở đây á. Hoặc là bạn có sự chuyển hướng, bạn có sự thay đổi, bạn trở nên tích cực, lạc quan hơn. Cuộc sống bạn chuyển hướng sang một hướng mới, gọi là yên bình hơn, thanh thản hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn đối với bạn ha. Đồng thời mình thấy có khả năng là một số bạn á, đã từng trải qua cái sự khá là buồn phiền, phiền lòng, giống như là lúc trước. Chắc là do bạn rời xa cái công việc cũ thì bạn có sự buồn phiền, và bạn cũng có cái sự gọi là tích cực, vực dậy bản thân, bạn chuyển sang cái hướng như giai đoạn mới tốt đẹp hơn với bạn. Vẫn còn buồn nhưng mà bạn đã có cái sự gọi là thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn rồi, bạn tích cực hơn nhiều rồi ha. Và mình thấy một số bạn sẽ trương ra buôn bán kinh doanh, hoặc là các bạn sẽ đi theo cái con đường riêng của các bạn ha. Một số bạn mình thấy sẽ tìm được một cái cơ hội công việc, có thể là có hai cơ hội lận, cho nên bạn có sự gọi là cân đo đong đếm xem cái cơ hội nào phù hợp với bạn nhất, thì bạn hãy chọn một cơ hội nào giúp cho bạn có sự phát triển, giúp bạn có sự gắn bó lâu dài với nó, và là sự đam mê của bạn ha. Và bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi bạn làm công việc đó. Thì hãy chọn cái công việc đó. Mình thấy là có khả năng là các bạn sẽ có những cái lời khuyên hữu ích từ người khác,
một người gọi là có sự thấu hiểu nhân từ, có sự chữa lành, họ sẽ cho bạn những lời khuyên rất là ấm áp, hữu ích cho bạn trong cái cuộc sống này ha. Có thể là sếp của bạn, sếp mới của bạn, hoặc là một ai đó, một người gọi là chững chạc trưởng thành trong cuộc sống này rồi, mà họ rất là thấu hiểu, rất là nhân từ, có lòng trắc ẩn ha. Hoặc là bạn, một số bạn sẽ có được cái lời khen từ người này. Có thể là ba của bạn, hoặc là có thể là sếp trên của bạn, hoặc anh của bạn, hay người nào đó có một cái chức vị khá là quan trọng trong cơ quan tổ chức của họ ha. Có thể họ cho bạn những lời khuyên, những lời động viên hữu ích giúp bạn vượt qua được cái giai đoạn khá là buồn phiền trong công việc, tài chính hay gì đó. Mình thấy có khả năng các bạn, một số bạn đại thứ 7 này á, bạn kiếm tiền khá nhiều ha. Có sự dồi dào, có sự thịnh vượng, có sự hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn, hài lòng. Và bạn là một người độc lập, tự tin, một người gọi là không thích phụ thuộc dựa dẫm người khác, mà bạn sẽ tự kiến tạo nên cuộc sống riêng của bạn ha, bằng chính đôi bàn tay, bằng chính sức lực, khả năng của bạn ha. Thì bạn sẽ thành công nha. Có thể là cái thứ 7 này bạn kiếm được khá là nhiều tiền nè, rồi bạn có sự vui vẻ, có sự tận hưởng, rồi đi dạo, hoặc là một số bạn sẽ mua thêm thú cưng về nuôi, hoặc là bạn cũng đã có sẵn con thú cưng hoặc là ở nhà rồi ha. Một số bạn thì có thể là nuôi chim, hoặc là nuôi hoặc là thích nghe chim hót, hoặc có thể là nuôi những con khác, động vật khác. Thấy bạn có sự vui vẻ hài lòng bữa thứ 7 này đó. Có thể ai đó giúp đỡ cho bạn về tiền bạc, và có thể là do tiền từ những cái thành quả, những cái lợi nhuận đầu tư, đồng tiền do bạn kiếm được. Bạn có sự tận hưởng nó, và bạn biết chăm sóc sức khỏe, chăm sóc bản thân mà tốt ha. Mình thấy một số bạn có khả năng là chuyển nhà, một số bạn sẽ có thể là sang một cái vị trí công việc mới, có thể một số bạn sẽ mua căn nhà mới, có sự vui vẻ, phấn khích ở đây ha. Đồng thời mình thấy có thể là những bạn nào mà không có chuyển việc á, thì có thể là bạn sẽ được hoàn thành cái công việc bạn rất là tốt đẹp ha, rất là thành công mỹ mãn, có sự vui mừng, chúc tụng, khen ngợi đây, tiên dương đây. Có thể là một số bạn sẽ được nhận được cái cúp nữa, hoặc là nhận được quà nữa ha, được thưởng, có thể là thưởng nè, tăng lương nè, thăng chức cũng có luôn. Một số bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn sẽ phát triển và có dự những cái buổi tiệc vinh danh chúc tụng trong công ty của bạn ha. Một số bạn có thể là được người khác tặng hoa trong ngày này nữa. Mình thấy là các bạn lên trên đà phát triển công ăn việc làm bạn khá là tốt á, có thể hoặc là những bạn đang tìm công việc mới, thì cái cơ hội công việc này đem đến cho bạn cái sự rất là vui vẻ, hạnh phúc, và có vừa có lương cao mà vừa cơ hội bạn di chuyển sang một cái hướng mới, mà có thể là nhờ công việc này sau này bạn có thể mua nhà được luôn ha. Và các bạn đang trên cái đà thuận lợi phát triển như thế này, thì các bạn còn phải là tiếp tục phát triển, tận dụng cái thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa này để phát triển, nâng cao cái cuộc sống của bạn hơn ha, đưa ra những cái phương án, những cái giải pháp, những cái sự đột phá mới trong công việc của bạn ha, đừng có sự gọi là ngủ quên trong chiến thắng ha. Thì nó rất là uổng phí trong cái giai đoạn này. Còn một số bạn thì mình thấy trong tình yêu nha, có một cái câu chuyện tình yêu như thế này. Một bạn nữ là một người rất là tự lực tự cường, một người gọi là biết yêu thương bản thân, biết làm ra tiền, và có nền kinh tế rất là ổn định vững chắc, và là một người biết tận hưởng cuộc sống này. Còn bạn nam là một người rất là thấu hiểu, có sự nhiệt tình, có sự gọi là quan tâm, yêu thương nồng nàn, ngọt ngào và lãng mạn ha. Thì các bạn có thể ở xa nhau, nhưng mà có thể là các bạn trước đó là có cái sự buồn phiền, có sự tranh cãi, hoặc là chiến tranh lạnh gì đó với nhau, thì có khả năng là trong cái này này các bạn sẽ có sự tái hợp lại với nhau, có sự nói chuyện nè, thấu hiểu nhau hơn. Có thể cái chuyện tình cảm này cãi nhau, tranh mâu thuẫn với nhau là do hai người không có thời gian dành cho nhau, hoặc là không có tranh cãi gì hết, mà tại vì các bạn không có thời gian dành cho nhau, tại vì có thể là các bạn tập trung vào công ăn việc làm quá nhiều ha, ít nói chuyện với nhau. Thì buổi thứ 7 này các bạn sẽ có một buổi nói chuyện thấu rõ mọi điều hơn, thể hiện quan điểm, những cái suy nghĩ của mình một cách khôn khéo cho đối phương hiểu, và hai người sẽ tiết chế chừng mực hơn trong lời nói hành động, và trưởng thành hơn, thấu hiểu người kia hơn, và sẽ có sự tái hợp ha, đoàn tụ, yêu thương nhau thấm thiết nồng nàn ha. Bạn nam sẽ rất là quan tâm các bạn nữ này, trao cho bạn nữ cái tình yêu rất là ngọt ngào, ấm áp.
chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn hoặc là bày tỏ những cái tình yêu chân thật mà bạn nam đang cất giữ ở bên trong ha. Có thể các bạn thứ bảy này sẽ rất là hạnh phúc, vui vẻ như đôi chim câu này nè. Và trong mắt bạn nam thì bạn nữ là số 1 ha. Chỉ có bạn nữ mới thể là đem lại cho bạn nam này cái cảm giác yêu thương ngọt ngào thôi, thấm thiết thôi. Có thể một số bạn nam sẽ tặng hoa, hoặc là mời bạn gái đi ăn tiệc, hoặc là có thể là đi hẹn hò ở một nơi nào đó ha. Và hai bạn sẽ rất là hạnh phúc với nhau trong ngày này. Một số bạn thì như vậy, hoặc là một số bạn có khả năng là người yêu các bạn từ phương xa trở về họp mặt với các bạn ha, sau bao ngày nhung nhớ thì hai bạn cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc với nhau và có chuyến đi du lịch với nhau kiểu vậy ha. Nói chung là cái kết tốt đẹp, vui vẻ, hạnh phúc trong ngày này ha, vừa trong công việc lẫn trong tài chính. Đòi hỏi bạn phải có những cái suy nghĩ thấu đáo, sáng suốt, tự tin, vững tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ theo hướng tích cực, lạc quan ha. Đừng để cái buồn phiền này nó nhấn chìm, nó khiến cho bạn trở nên tiêu cực, tuyệt vọng ha. Mọi thứ tốt đẹp đang dần tiến đến phía bạn rồi ha. Hãy có niềm vui, hãy có sự tận hưởng cuộc sống này ha. Đừng quá nghiêm túc, đừng quá tạo áp lực cho bản thân ha. Hãy tổ chức, có thể là các bạn sẽ tổ chức một buổi tiệc nào đó ăn mừng cùng gia đình hoặc là bạn bè hoặc là với người yêu nè. Hãy vui vẻ lên, hãy tận hưởng cuộc sống này, và hãy biết gọi là tận hưởng. Nói chung là phải biết gọi là chơi hết sức và làm hết mình kiểu vậy ha. Nói chung là làm việc một khoảng thời gian cũng khá là mệt mỏi rồi, thì thời gian này để bạn tận hưởng mà nghỉ ngơi, bạn chơi đùa với thú cưng ở nhà hay gì đó, hoặc là bạn dành thời gian để bạn tận hưởng cho riêng bạn cái niềm đam mê của bạn, hoặc là đi chơi với người yêu hay là có cuộc nói chuyện lại với nhau hoặc bạn bè gì đó. Nói chung là khá là vui vẻ trong cái ngày này ha. Rồi mình xin lời khuyên cho các bạn tụ hai ha. Wow, tái sinh, giống như cái chủ đề, giống như là cái câu chuyện tình cảm đây quá, hoặc là các bạn có sự tái sinh trở thành một phiên bản cao cấp hơn. Giống như nãy giờ mình nói là các bạn có sự di chuyển, là thay đổi cái góc nhìn, cái tư duy của bạn ha, thay đổi theo hướng tích cực, lạc quan hơn ha, cái sự tái sinh. Bạn có thể biến đổi, tái tạo lại chính bạn, hãy cởi mở với những phần thưởng của sự thay đổi này. Sự tỏa sáng của bạn chiếu rọi toàn thế giới, hãy yêu quý mỗi chặng đường của cuộc hành trình này ha. Wow, tuyệt vời luôn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem dự đoán ngày thứ bảy, ngày 9 tây tháng 4 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trả bài chung, không phải là trả bài riêng ha, cho nên mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng mà đúng với người khác thì các bạn hãy xem với một tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Liên kết năng lượng các bạn tụ ba. Vâng, các bạn tụ ba là những người có cái sự lột xác ha, ngoạn mục ha. Có thể trước đó bạn gặp những hoàn cảnh nghịch cảnh hoặc những cái điều gì đó khiến bạn có sự buồn phiền, hoặc là một số bạn có sự thay đổi công việc cũ ha, và đang tìm một công việc mới phù hợp với bạn hơn. Mình thấy bạn có sự chuyển hóa cuộc sống của bạn, và có thể là bạn đã biết xác định được mục tiêu, mục đích sống của bạn là gì. Bạn có ý thức được rằng chính bạn là con người lèo lái con thuyền định mệnh của bạn ha. Và bạn phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình, và có thể là khi mà bạn có sự ý thức được á, bạn có sự chuyển hóa, có sự gọi là lột xác thành trở thành một phiên bản mới cao cấp của bạn, thì mình thấy có khả năng là một cơ hội nào đó trong công việc mang đến cho bạn, giúp bạn có sự tự tin, nhiệt tình, sáng tạo hơn, nhiệt huyết, đam mê hơn, giúp bạn có sự phấn đấu vì mục tiêu, vì cái lý tưởng trong cuộc sống của bạn ha. Và mình thấy có khả năng là các bạn sẽ trở thành một người rất là tài giỏi, một người biết nắm bắt cơ hội thời cơ, một người có khả năng ăn nói diễn đạt, truyền động lực, truyền cảm hứng cho người khác, dẫn dắt người khác đi theo đúng đường, đúng hướng,
giúp người khác vực dậy bản thân từ những cái trải nghiệm mà bạn đã vượt qua được. Bạn sẽ có sự gọi là chia sẻ giúp đỡ cho họ tìm thấy con đường riêng của họ, tìm thấy hướng đi trong cuộc sống của họ ha. Một số bạn ở đây có khả năng ăn nói, có khả năng và giọng hát của bạn cũng khá là hay ha. Bạn có khả năng truyền đạt rất là trôi chảy mạch lạc và bạn có khả năng thu phục lòng người, được mọi người yêu mến ngưỡng mộ, và bạn chính là một cái tâm điểm của sự chú ý, và có thể là nhiều người ngưỡng mộ và mong muốn được trở thành một người như bạn ha. Bạn chính là niềm cảm hứng của mọi người đó. Khi bạn có sự lột xác rồi đó, bạn biết rạch ra kế hoạch trách nhiệm cho bản thân bạn, đồng thời bạn biết phát triển hết những kỹ năng của bạn, những khả năng của bạn, tự tin, bạn tỏa sáng ha, thì lúc đó bạn rất là thành công mỹ mãn ha. Và bạn khá là xinh đẹp, hoặc là bạn khá là tài hoa. Một số bạn nữ ở đây khá xinh đẹp, bạn nam thì là một người có vẻ rất là hấp dẫn ở vẻ bề ngoài. Hoặc có thể là một người mang năng lượng nữ, họ sẽ cho bạn, giống như nãy giờ mình miêu tả, họ cho bạn những cái lời khuyên rất hữu ích giúp bạn tìm thấy cái đúng con đường của bạn ha. Giúp bạn sống tích cực lạc quan hơn trong cuộc sống này, tự tin hơn. Rồi dự đoán ngày thứ 7, 9 tháng 4 năm 2022 các bạn tụ ba ha. Mình thấy một số bạn thì có khả năng là bạn đã từng trải qua cái giai đoạn mệt mỏi, giống như nãy giờ mình nói áp lực, rồi có nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai, rồi bạn có nhiều stress, lo âu, căng thẳng. Một số bạn khả năng mất ngủ luôn, trằn trọc đêm khuya, hoặc có thể là các bạn có sự buồn bã, hối tiếc điều gì đó ha. Thì nói chung là trả bài chung, cho nên các bạn hãy liên kết với những cái tin tức nào phù hợp các bạn ha, những thông tin nào phù hợp các bạn. Thì mình thấy sau cái quá trình đó bạn có sự thức tỉnh, bạn có sự biến đổi bản thân, bạn không có bị ghìm chặt trong cái giai đoạn tiêu cực tuyệt vọng nữa, bạn biết vực dậy bản thân, thì có khả năng là một cái người nữ ha, một người gọi có sự chín chắn, trưởng thành, trải nghiệm nhiều, quyết đoán mạnh mẽ, tự tin, hóm hỉnh, vui vẻ, thẳng thắn, sòng phẳng, thì họ sẽ cho bạn một cái cơ hội, đem đến cho bạn một cơ hội công việc phù hợp với bạn hơn, và có thể đây là sếp mới của bạn ha. Một người rất là làm việc công bằng, liêm chính, trung thực, có khả làm việc theo khuôn khổ nguyên tắc lạnh lùng, nhưng họ rất là thông minh, trí tuệ, và họ đòi hỏi ở bạn phải có sự trách nhiệm trong công việc, phải trung thực, đàng hoàng ha, chăm chỉ, siêng năng, và tự tin, quyết đoán. Tuy nhiên có thể là lời nói của họ nó không có được ngọt ngào, dịu êm, có thể là họ quá thẳng tính ha, cho nên bởi vì cái người này họ cũng khá là nóng tính á, cho nên các bạn hãy có sự khiêm tốn học hỏi từ người này, họ chỉ muốn giúp cho bạn, muốn cho bạn tốt lên mà thôi. Mình thấy có cơ hội là các bạn sẽ tìm được công việc nó phù hợp với bạn hơn, có sự gọi là lâu dài hơn, cam kết hơn, vững vàng, vững chắc hơn, và có sự sung túc, bền chặt về vấn đề tài chính, có sự gọi là dồi dào, trù phú, thịnh vượng. Có thể là công việc này đem đến cho bạn cái lương cao hơn cái công việc cũ ha. Và các bạn phải có cái việc là các bạn phải xác định được cái mục tiêu ước muốn của bạn là gì, vạch ra kế hoạch cho bản thân, và hãy tiến tới vượt qua những thử thách trong gai để đạt được những điều mà bạn mong muốn một cách vững vàng, vững chãi, thì bạn sẽ thành công. Một số bạn có thể là mình thấy có khả năng là các bạn sẽ tìm được công việc này nó rất là phù hợp với bạn, và bạn có sự bận rộn với nó rất là nhiều, bạn là sẽ trong cái tư thế gọi là phấn chấn, háo hức, phấn khởi để chinh phục những mục tiêu, những ước muốn của bạn. Bạn sẽ hoàn thành được khá là nhiều công việc, có thể là công việc này mang tính chất di chuyển nữa, và đồng thời là mình thấy có khả năng là công việc này lương rất là cao, và bạn được nhiều người mến mộ, nể phục bạn. Mình thấy đòi hỏi là bạn phải có sự chặt chém, buông bỏ những cái điều tiêu cực ra cuộc sống của bạn ha. Có sự rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm xưa, để trưởng thành hơn. Đồng thời là mình thấy bạn phải quyết đoán, tự tin lên ha, dũng cảm lên, phấn đấu đạt được những cái điều mà bạn ấp ủ ha, một cách vững vàng, vững chãi nhất, và đừng để những cái giai đoạn tiêu cực này nó ảnh hưởng đến cái năng lượng của bạn, nó ảnh hưởng đến cái
cái tốc độ đạt được phước lành của bạn ha. Tại khi mà bạn có sự lo lắng, bồn chồn, tiêu cực, không tin tưởng vào bản thân thì bạn sẽ làm cho cái năng lượng của bạn bị tụt xuống và khiến cho cái phước lành, cái điều tốt đẹp đến với bạn nó sẽ diễn ra chậm hơn ha. Cho nên hãy luôn trong tư thế gọi là tích cực lạc quan ha, luôn tin tưởng là mọi điều tốt lành nó sẽ đến sau những cái nghịch cảnh, kiểu như là sau cơn mưa thì trời lại sáng ha. Bạn chỉ cần phải tập trung vào chăm sóc sức khỏe bản thân bằng thật tốt nè, phải ngủ đúng giờ đúng giấc, rồi phải đợi đè phải có một cái giấc ngủ trọn vẹn để bạn có một tâm trí minh mẫn để bạn có thể tiếp tục làm việc, tiếp tục tạo dựng lên cuộc sống của bạn ha, và biết nắm bắt cơ hội thời cơ khi mà nó đến với bạn. Nói chung một số bạn mình thấy có khả năng là tin tức nào đó tốt lành nó sẽ đến với bạn trong ngày thứ bảy này. Tùy theo ở năng lượng, nếu mà bạn đã thoát khỏi cái năng lượng tiêu cực, bạn trở nên vững vàng hơn, bạn biết kiến tạo nên bản thân, bạn biết đam mê phát triển những khả năng bản thân của bạn á, tích cực lạc quan hơn á, thì có thể tin tức nó sẽ đến nhanh hơn. Còn nếu mà bạn vẫn còn trong cái tư thế gọi là bị rò rỉ cái năng lượng của bạn thì cái tin tức nó đến sẽ chậm hơn ha. Bạn hãy cứ thoải mái cởi mở ha, cái gì đến nó sẽ đến thôi. Hãy luôn giữ cái gì dây cho cái năng lượng tích cực của mình ha, để thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn ha. Rồi, hãy tiến bước ở trong cái quyền năng của bạn ha, hãy cứ tiến bước. Bạn là một người mạnh mẽ ha, bạn là một người có khả năng chinh phục những cái điều mà bạn mong muốn trở thành sự thật với cái sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường của bạn đó. Hãy bước đi một cách mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin ha, vững vàng vững chãi. Bạn sắp tìm thấy cái cuộc đời, thấy cái ánh sáng cuộc đời bạn rồi đó. Lời khuyên cho các bạn tụ ba. Nói chung các bạn cần phải chăm sóc sức khỏe thật là tốt nha. Đừng có thức khuya nữa, nó sẽ ảnh hưởng, nó giúp nó khiến cho bạn bị như kiểu rối loạn tiền đình hay gì á. Ngủ ngon, ngủ đúng giấc, còn thở thì còn gỡ ha, mọi thứ nó sẽ được hóa giải thôi. Đôi khi những cái điều khó khăn, nghịch cảnh nó xảy ra là một cái điều đòi hỏi, nó là cái điều cần phải xảy ra để khiến cho bạn có sự thay đổi, có sự lột xác, trở thành một cái người mới tốt đẹp hơn, một tương lai mới nó rạng ngời hơn đối với bạn ha. Rồi, lời khuyên cho các bạn ha, hãy dành thời gian quan tâm và liên lạc với gia đình thường xuyên. Gia đình cho bạn nhiều sức mạnh khi bạn đối mặt với cơn bão. Hãy yêu sự độc đáo của chính bạn, bạn tràn đầy cái sự bất ngờ và sáng tạo ha. Hãy giải phóng bản thân khỏi sự mong đợi của người khác, hãy là chính bạn nha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, mình xin chào các bạn.